Chiều ngày 29 tháng 12, showbiz Việt lại một lần nữa vô cùng bàng hoàng khi nhận thông tin một nghệ sĩ nữa vừa qua đời vì đột quỵ. Đó là ca sĩ Văn Quang Long, cựu thành viên nhóm nhạc 1088, vừa qua đời tại Mỹ ở tuổi 41. Văn Quang Long tên thật là Lê Quang Hiển, sinh năm 1979 trong một gia đình nhà giáo ở Sa Đéc, Đồng Tháp. Đầu thập niên 2000, anh gây chú ý khi tham gia nhóm nhạc Nam 1088. Nhóm nhạc gồm 5 thành viên: Nhật Tinh Anh, Văn Quang Long, Điền Thái Toàn, Ưng Hồng Phúc, Nhất Thiên Bảo. Họ tạo dựng tên tuổi với hàng loạt bài hit như Say Tình, Trái Tim Yêu Thương, Bài Ca Tặng Em, Muộn Màng Khi Em Ra Đi. Dưới sự dìu dắt của nhạc sĩ Đỗ Quang, Văn Quang Long cùng các thành viên thu hút nhiều fan nữ nhờ ngoại hình điển trai, vũ đạo tốt, phong cách trình diễn đa dạng. Năm 2002, sau khi ra mắt 3 album, nhóm tan rã, Văn Quang Long theo đuổi nghiệp solo, thành công với các ca khúc như Bởi Tin Lời Thề, Thư Cuối. Khi đầu quân cho Kim Lợi Studio, anh kết hợp với Cẩm Ly và trở thành cặp đôi song ca được yêu thích nhất vào thời gian đó qua các ca khúc như Duyên Nợ, Anh Cố Quên Em, Giọt Nước Mắt Muộn Màng, Ngày Mai Mưa Thôi Rơi. Ngoài nhạc trẻ, Văn Quang Long còn theo đuổi dòng nhạc trữ tình dân ca. Năm 2012, anh tổ chức live show kỷ niệm 15 năm ca hát tại thành phố Hồ Chí Minh. Văn Quang Long trải qua 2 cuộc hôn nhân, đến cuối đời anh sống một mình. Anh có 2 người con với người vợ đầu và 1 người con với người vợ sau. Cuối năm 2017, sau khi cùng gia đình sang Mỹ định cư, ca sĩ tập trung vào công việc kinh doanh nhà hàng và kinh doanh bất động sản. Thời gian rảnh, anh chủ yếu đi hát vào những dịp cuối tuần. Trong một bài phỏng vấn gần đây, anh cho biết rất hạn chế hoạt động nghệ thuật vì không muốn níu kéo danh tiếng. Chỉ muốn khán giả nhớ đến mình vào thời đỉnh cao khi còn hoạt động với nhóm nhạc Nam 1088. Ca sĩ từng tham gia các cuộc thi và đoạt một số giải thưởng cao quý như Giải 3 tiếng hát truyền hình các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Giải 3 tiếng hát phát thanh thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, vợ của nam ca sĩ đang tìm cách đưa thi hài anh về Việt Nam, nhưng do tình hình dịch bệnh đang diễn ra nghiêm trọng tại Mỹ nên sẽ gặp một số khó khăn trong vài ngày tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy đăng ký kênh để theo dõi các tin tức cập nhật tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.